Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, Quyền ủy Mộc Hóa vừa tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán. Trong 6 tháng đầu năm, quyền lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ sản xuất nông nghiệp, vụ lúa đông xuân 2021-2022 đã thu hoạch dứt điểm, sản lượng trên 143.000 tấn. vụ lúa hè thu 2022, toàn quyền đã gieo xạ trên 21.000 hecta đạt gần 95% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 136 tỷ đồng các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, nghị quyết chuyên đề của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được tập trung thực hiện. đến nay, các xã trên địa bàn đạt từ 12 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Đình Cán đề nghị quyền một hóa quan tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, nhất là công trình trọng điểm nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung huy động nhiều nguồn lực nhất là nguồn lực địa phương để đầu tư phát triển, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan địa phương, tham mưu cấp quỹ tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết quyền quỹ đề ra trong năm 2022. Hội đồng Nhân dân quyền Cần Dược khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 6, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định các vấn đề quan trọng cấp bách theo thẩm quyền, đồng thời bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua các tờ trình về việc ban hành nghị quyết về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Tờ trình về việc ban hành nghị quyết về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tờ trình ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư đường đê Trường Long đoạn từ đường tỉnh 830 đến cống Mồng Gà. Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 phần 500 khu đô thị kết hợp tái định cư và nhở công nhân, diện tích 27 hectare tại xã Tân Tập. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Bốn và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Thành do chuyển công tác về đơn vị mới đồng thời bầu ông Nguyễn Phước Hùng, Phó Bí thư Thường trực quyền ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung ông Bạch Phạm Minh Quy, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch quyền, giữ chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân quyền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Zalo cầu nối chính quyền số là một trong những mô hình sáng tạo vừa được Ủy ban nhân dân phường 2 thị xã Kiến tường triển khai thực hiện trong cải cách hành chính nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, đồng thời giúp chính quyền kịp thời nắm bắt dư luận, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành. Ứng dụng được xây dựng như một website thu nhỏ, người dân chỉ cần có điện thoại thông minh cài đặt Zalo và kết nối mạng Wi-Fi hoặc 4G là có thể sử dụng dễ dàng yêu cầu giao diện thể hiện trên Zalo phải được liên kết trực tiếp với hệ thống thông tin một cửa điện tử của phường, giúp người dùng có thể thực hiện các thao tác để tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến vào hệ thống thông tin một cửa điện tử đối với các thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thông qua ứng dụng, người dân doanh nghiệp có thể thực hiện các tính năng như nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, đăng ký giao nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, tra cứu lịch tiếp công dân của lãnh đạo, tổ tiếp công dân và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường 2. Để hướng tới thì Ủy ban Nhân dân phường 2 tiếp tục chỉ đạo cán bộ công chức thì có thành lập hàng ngày có cái tổ để trực tiếp và hỗ trợ với bộ phận một cửa hướng dẫn người dân các cái dịch vụ mức độ 3, mức độ 4 Phường hai mong rằng mô hình này uh, triển khai hiệu quả uh, để giảm bớt cái chi phí cũng như là thời gian của người dân trong quá trình thực hiện dịch vụ công trên địa bàn phường. Việc đưa ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính tiếp cận gần hơn với người dân, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường. Để tạo điều kiện cho công nhân lao động bị khuyết tật có phương tiện để di chuyển an toàn và làm việc hiệu quả, chiều ngày 13 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức trao xe lăn cho công nhân khuyết tật tại huyện Cần Giuộc. Đợt này, đoàn đã trao 10 chiếc xe lăn cho công nhân khuyết tật đang làm việc tại công ty Gia Xin. trong khu công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đức. Tổng kinh phí gia lăng khoảng 50 triệu đồng do công ty For Orange tài trợ. Đến nay, toàn tỉnh Long An có khoảng 120 công nhân bị khuyết tật đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc trao tặng xa lăng là món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với những người không may mắn trong cuộc sống, góp phần giúp những người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong đi lại sinh hoạt, nỗ lực lao động sáng tạo và an tâm gắn bó với doanh nghiệp và tỉnh Long An. Tỉnh đoàn Long An vừa phối hợp với huyện Châu Thành và xã Phước Tân Hưng tổ chức lễ trao tặng nhà tình bạn cho đoàn viên Nguyễn Văn Đại An. Đây là một trong những công trình thiết thực chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Căn nhà tình bạn trao tặng đoàn viên Đại An được xây dựng kiên cố với diện tích 52 m2, tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó ban thường vụ tỉnh đoàn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng. Đoàn viên Đại An sinh năm 1997, sống bằng nghề làm thuê, anh là lao động chính trong gia đình, vợ anh sắp sinh con đầu lòng, cha bị bệnh tim, mất sức lao động, mẹ bị tai biến nặng, gia đình không có đất sản xuất, hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian qua, đoàn viên Đại An luôn tích cực, năng nổ, tham gia các phong trào do thanh niên xã phát động. Tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin xoay quanh câu chuyện mà hiện quý phụ huynh học sinh đang rất quan tâm hiện nay, đó là sách giáo khoa, sách tham khảo cho con em trong năm học mới. Thưa quý vị, xung quanh bức xúc về việc giá sách giáo khoa quá cao, lãng phí khi sử dụng một lần, nhiều cuốn sách không sử dụng đến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong nhà trường. Theo đó, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản có sách giáo khoa đã được phê duyệt, tổ chức ra soát đánh giá cụ thể việc in ấn phát hành sách giáo khoa nhằm tiết kiệm giảm giá thành sách giáo khoa. Các cơ sở giáo dục không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được bộ phê duyệt và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào không thực hiện việc lập danh mục, đóng gói thành bộ sách giáo khoa, kèm sách bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt, lựa chọn để học sinh, phụ huynh học sinh mua và sử dụng. Dù danh mục sách giáo khoa các lớp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quy định, tuy nhiên bán sách giáo khoa theo kiểu bia kèm lạc ở nhiều trường học hiện nay đã khiến giá một bộ sách bị đội lên gấp 2-3 lần Điều đáng nói là trong đó có rất nhiều cuốn gần như học sinh rất hiếm, thậm chí không dùng đến khiến phụ huynh bức xúc. Đây cũng là vấn đề nóng được nhiều đại biểu đặt câu hỏi chất vấn trong suốt kỳ họp quốc hội đang diễn ra. So với danh mục 12 đầu sách lớp 3 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì chị Thương lại bắt buộc phải mua cho con mình tận 32 đầu sách. Cũng vì thế mà từ 200.000 thì nay chị phải trả tới hơn 600.000 đồng tôi rất là bức xúc Rất nhiều quyển là sách tham khảo Khi được hỏi nhà trường có bán lẻ các sách này không thì được câu trả lời là sẽ phải mua toàn bộ bộ sách như thế này trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu nhiều năm, cô giáo Vũ Thị Nhung nhận thấy sự không cần thiết, thậm chí là lãng phí khi có quá nhiều sách bài tập ở nhiều môn học. Vì thế, các đầu sách này bị loại bỏ trong danh mục sách giáo khoa của trường cho học sinh. Thay vào đó, chỉ được dùng cho giáo viên và đặt tại thư viện của trường toán tiếng Việt thì là nhà trường sẽ mua đầy đủ những cái là sách giáo khoa và cả vở bài tập. Còn tất cả những cái phần bài tập của các cái bộ môn còn lại thì toàn bộ đã được xây dựng trên giáo án online. Thực tế, giá sách giáo khoa theo danh mục không phải quá cao mà nguyên nhân chính làm sách bị đội giá khiến dư luận bức xúc là do có quá nhiều đầu sách tham khảo kèm theo. Vì thế, việc cấm bán loại sách này trong trường học cũng được đặt ra tuyên truyền cũng như có những giải pháp để tăng cường cái ý thức tiết kiệm chống lãng phí trong việc mua sắm sách giáo khoa là một trong những giải pháp cần làm. Cụ thể là nguyên nhân đẩy sách giáo khoa của các lớp lên 2 đến 4 lần không phải chỉ vì chi phí tăng trên từng đầu sách mà là do số lượng đầu sách. Rất nhiều các nhà giáo dục kinh nghiệm đã chỉ ra rằng sách sách tham khảo ở trên thế giới người ta chỉ dùng cho các thầy cô giáo để phong phú cái bài giảng của mình và nên cấm bán cái sách tham khảo trong trong nhà trường. Giải trình về vấn đề sách tham khảo và giá sách tăng cao, người đứng đầu ngành giáo dục khẳng định đã có quy định về vấn đề này. Chúng tôi cũng đã nghiêm cấm đối với hiệu trưởng hay giáo viên với bất kỳ hình thức ép buộc gợi ý đối với phụ huynh trong cái việc mua các cái sách không thuộc danh mục mà danh mục sách giáo khoa thì được bộ trưởng Ký duyệt đã rất rõ ràng. Quy định đã có, tuy nhiên để tránh tình trạng bán sách tham khảo kèm sách giáo khoa diễn ra phổ biến, công khai như hiện nay, thì rất cần sự vào cuộc giám sát, thậm chí là xử phạt nghiêm minh từ lãnh đạo giáo dục ở mỗi địa phương, nếu không trường học sẽ thành chợ sách. Để đảm bảo an toàn cho các sự kiện trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại bang Bayern, miền nam nước Đức, Bộ Nội vụ Liên bang Đức sẽ tạm thời tiến hành kiểm soát biên giới trong thời gian này. Địa điểm và thời gian kiểm soát sẽ được thực hiện một cách linh hoạt. Theo Bộ Nội vụ Đức, các biện pháp an ninh được siết chặt trong thời gian kéo dài 3 tuần, bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 7. Việc kiểm soát biên giới sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ tội phạm gây bạo lực xâm nhập lãnh thổ nước này quy định sẽ được thực hiện cả ở đường bộ, đường hàng không và đường thủy trong biên giới nội khối Schengen ở Đức. Bộ nội vụ Đức cho biết thêm, tình hình chính trị thế giới đã trở nên phức tạp hơn so với trước đây và Berlin sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những kẻ gây rối phá hoại hội nghị, đảm bảo an toàn cho những người tham gia hội nghị cũng như người dân địa phương. Trong dịp này, cảnh sát liên bang Đức cũng sẽ hỗ trợ lực lượng biên phòng bang Bayern tăng cường các hoạt động kiểm soát Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho rằng, những lo ngại về an ninh do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra khi phản đối đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển là chính đáng. Phát biểu ở Phần Lan khi gặp Tổng thống nước chủ nhà Sauli Ninisto, Tổng thư ký Stoltenberg giải thích rằng, điều quan trọng cần lưu ý ở đây là không có đồng minh nào khác trong NATO phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Và do đó, những lo ngại của Ankara cần phải được xem xét một cách nghiêm túc. Trước đó, cả Phần Lan và Thụy Điển đều tuyên bố chống lại chủ nghĩa khủng bố và sẵn sàng đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ. Ukraine đã thiết lập hai tuyến xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan và Romania nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, một tuyến xuất khẩu ngũ cốc được vận chuyển bằng đường sắt tại biên giới Ukraine-Ba Lan. Tuy nhiên, khu vực này không có nhiều phương tiện vận chuyển và lưu trữ. Tuyến đường khác qua Romani cũng được vận chuyển bằng đường sắt đến các cảng trên sông Danube và bốc xếp hàng lên xà lan để vận chuyển đến cảng Constanta. Quá trình này phức tạp và tốn kém. Ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ tư thế giới. Tuy nhiên, cuộc xung đột nga ukraine ảnh hưởng đến xuất khẩu ngũ cốc của Kiev qua Biển Đen, gây ra tình trạng thiếu hụt trên diện rộng và giá cả tăng giọt. Hiện có khoảng 30 triệu tấn ngũ cốc ở Ukraine đang chờ xuất khẩu qua đường bộ, đường thủy và đường sắt. Công ty năng lượng Qatar Energy thuộc sở hữu nhà nước Qatar đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn năng lượng Total Energies của Pháp trong việc mở rộng dự án mỏ khí đốt phía Bắc, vốn được biết đến là dự án khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới. Trong một tuyên bố, quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực năng lượng của Qatar, ông Saad al kabi cho biết, quá trình lựa chọn đối tác trong việc mở rộng dự án năng lượng này đã được hoàn tất và các thỏa thuận ký kết tiếp theo có thể sẽ được công bố trong những ngày tới. Tuy nhiên, sẽ không có công ty nào có cổ phần cao hơn tập đoàn năng lượng Total Energies. Hiện quốc gia dùng dịch này đang hợp tác với các công ty năng lượng quốc tế trong giai đoạn đầu tiên và lớn nhất của dự án mở rộng mỏ khí đốt phía Bắc trị giá 30 tỷ đô la Mỹ. Được biết, ngoài Total Energies còn có một số tập đoàn năng lượng khác như Exxon Mobil, Royal Dutch Shell và Conoco Phillips cũng đang được phía Qatar xem xét lựa chọn làm đối tác trong việc mở rộng dự án khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới này. Ngày 12 tháng 6, tại Nga đã khai trương chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh thay thế thương hiệu McDonald's. Động thái diễn ra sau khi hãng đồ ăn nhanh của Mỹ rút khỏi thị trường Nga hôm 16 tháng 5 vừa qua do các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc xung đột nga ukraine Chuỗi cửa hàng nhất tên gọi Kuzno Antoska đã được thay logo mới, gồm một hình tròn đỏ và hai đường chéo màu cam vàng trên nền xanh lá cây, tượng trưng cho chiếc bánh hamburger cùng món khoai tây chiên. Cửa hàng đã mở cửa vào trưa 12 tháng 6 theo giờ Nga. McDonald's đã dừng hoạt động các cửa hàng ở Nga vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, trước khi tuyên bố rút khỏi thị trường nước này vào ngày 16 tháng 5. McDonald's sau đó đã nhận lại toàn bộ 850 cửa hàng cho doanh nhân Nga Alexander Govo, nhà đồng sáng lập công ty lọc dầu Netek Kim Service. Theo các điều kiện mua bán, ông Govo đồng ý giữ lại nhân viên của các cửa hàng trong ít nhất 2 năm và thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp, chủ nhà và các tiện ích. Công ty chủ quản có kế hoạch mở lại 200 nhà hàng trong tháng này và toàn bộ 850 nhà hàng vào cuối mùa hè.